chúng ta đang sống trong vũ trụ và mọi thứ diễn ra nó cũng đều tuân theo quy luật của vũ trụ các anh chị. Và một trong những cái quy luật của vũ trụ đó là không có cái gì tự sinh ra và cũng không có cái gì tự mất đi cả. Ngày xưa mà khi đi học á, thì Phú có hay nghe thầy cô giảng là nước ở ao hồ sông suối á, khi mà gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ bốc hơi lên, nó sẽ ngưng tụ thành mây. Và mây gặp nhiệt độ thấp thì nó sẽ tạo thành mưa. Mưa rơi xuống đất thì nó cũng sẽ tạo thành ao hồ sông suối. Và cứ cái vòng tuần hoàn như vậy thì nó cũng sẽ chuyển hóa liên tục và nối tiếp nhau. Hay là chẳng hạn chúng ta ăn một quả xoài đúng không? Chúng ta lấy cái hạt xoài đó, chúng ta gieo xuống ở dưới đất. Và một thời gian sau thì cái hạt xoài này nó cũng sẽ nảy mầm và nó cũng phát triển lên thành một cây xoài. Và chúng ta đào cái cây xoài đó lên thì chúng ta cũng không thấy cái hạt xoài mà chúng ta gieo xuống ở đâu nữa. Vậy thì cái hạt xoài đó nó có bị biến mất đi không ạ? Nó không biến mất đi, mà bây giờ nó đã chuyển hóa thành một cây xoài rồi. Và cây xoài này sau một thời gian nữa thì nó cũng sẽ đơm hoa, nó cũng sẽ kết trái. Và chúng ta cũng hái những cái quả xoài đó ăn, chúng ta lại gieo nó xuống dưới đất. Và cứ cái vòng tuần hoàn đó nó cũng sẽ lặp đi lặp lại và nó sẽ chuyển hóa liên tục nối tiếp nhau. Và con người của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta là một cái phần tử nhỏ trong cái vũ trụ bao la rộng lớn này. Vậy thì hàng ngày những cái suy nghĩ của chúng ta phóng ra ngoài vũ trụ thì nó có bị mất đi không ạ? Nó sẽ không bị mất đi, mà nó sẽ chuyển hóa thành cảm xúc, nó sẽ chuyển hóa thành những cái hành động, nó sẽ tạo ra những cái kết quả từ những cái hành động đó. Và kết quả đó là gì ạ? Đó là tất cả những gì mà chúng ta đang có ở cuộc sống hiện tại. Có thể đó là cái công việc mà chúng ta đang làm, đó là cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở, đó là cái chiếc xe mà chúng ta đang đi, hay là những cái mối quan hệ mà chúng ta đang có. Tất cả những cái gì mà chúng ta đang có ở cuộc sống hiện tại nó đều xuất phát từ những cái suy nghĩ của chúng ta trong quá khứ. Nếu như mà anh chị không tin thì anh chị có thể ngẫm nghĩ là xem có phải là những gì mà chúng ta đang có nó có liên quan mật thiết đến những cái suy nghĩ của chúng ta trong quá khứ hay không. Các anh chị nghĩ như thế nào thì nó sẽ cho ra kết quả như vậy. Và đúng chính xác là như vậy. Nếu anh chị suy nghĩ tích cực thì nó cũng sẽ cho ra những cái điều tích cực. Khi mà các anh chị suy nghĩ nó không tích cực thì cuộc sống của anh chị nó cũng sẽ có những cái điều nó không may mắn, nó không thuận lợi, đúng không ạ? Vậy thì ý nghĩa ở đây là gì? Ý nghĩa ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của mình bằng cách nào ạ? Đó là chúng ta hãy làm chủ tâm trí của mình. Chúng ta hãy hướng tâm trí của mình đến những điều mà chúng ta mong muốn, chứ đừng hướng tâm trí của chúng ta đến những điều mà chúng ta không mong muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta suy nghĩ như thế nào thì chúng ta sẽ có kết quả đó. Và mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta nó đều diễn ra hai lần. Lần thứ nhất ở bên trong tâm trí của chúng ta, và lần thứ hai là nó xuất hiện ra bên ngoài cuộc sống hiện tại thực tế của chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ các anh chị đã biết rằng là cuộc sống của chúng ta là do cách chúng ta lựa chọn ha.